hay một cái lời nói nào mà nó không sai trái, nó không đúng với sự thật, và cái lời nói ấy nó chẳng đem lại cái lợi ích gì, chẳng có cái mục đích, chẳng có cái ý nghĩa gì, và nói ra những cái lời nói ấy khiến cho cái người nghe người ta cũng chẳng có an vui gì, chẳng thích thú gì, thì cái lời nói đấy là ác ngôn, ác ngữ. Ví dụ như là có những người ác ở trên đời, người ta vu khống, người ta phỉ báng, người ta mắng nhiếc những cái người khác. Có khi người ta tốt thì lại nói người ta là xấu, người ta làm đúng mà nói người ta là làm sai. Người ta không có tội nhưng mà lại nói là người ta là người có tội. Đấy là những cái lời nói không chân chánh, không như thật, không như chân. Nói những cái lời nói ấy thì bản thân mình cũng chẳng có lợi ích gì, mà người nghe cũng chẳng có lợi ích gì cả. Nói ra những cái lời như thế chỉ tạo ra những cái mâu thuẫn, tạo ra những cái oan trái, tạo ra cái sân hận, tạo ra những cái sự nuộn chiến, khẩu chiến, chiến tranh, tạo ra những phiền não, tạo ra khổ đau. Những cái lời nói ấy chỉ những người rất là có cái tâm rất là bất thiện, độc ác, có ác ý, có hiểm hận, có sân hận, có giận hờn với nhau thì mới nói ra những cái lời nói này. Thì đấy là cái lời nói ác ngôn, ác ngữ, ác nghiệp. Thì Đức Phật nói rằng Như Lai không nói cái lời nói như vậy, là không bao giờ nói ra những cái lời nói xấu xa như vậy. Nhưng mà ở trên đời thì vẫn có người người ta nói những cái lời như vậy. Ở trên đời thì khi mà người ta sân hận nên người ta sẽ nói ra những cái lời làm chỉ trích, phỉ báng, vu oan giá họa cho nhau, làm tạo ra cái sự sầu khổ cho nhau. Người ta có thể làm hại nhau bằng cái lời nói ấy, cái lời nói khiến cho người khác có thể đau khổ, tạo ra cái sự oan trái mà đau khổ từ nhiều đời nhiều kiếp, gây oan kết trái với nhau cũng vì cái lời nói này. Cái lời nói cũng giống như cái con dao sắc bén, nó có thể làm cho người khác khổ sở. Đó là cái lời nói mà nó đi với cái tâm sân hận, nó đi với ác ý, đi với cái sự thù hiểm. Thì cái lời nói ấy không đem lại cái lợi ích gì cho người nói, mà cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cho người nghe. Những người nào mà sống ở trên đời mà thường xuyên nói ra những cái lời độc ác như vậy, nói ra những cái lời ác ý như vậy, người đó sẽ tạo nên những cái ác nghiệp lớn. Và cái quả báo của những cái ác nghiệp ấy, nó có thể sẽ cho cái quả ngay ở trong hiện tại này. Người ấy sẽ gặp những cái sự bất hạnh, những cái sự khổ đau, những cái sự chống đối, những sự oan trái, những cái sự thù hiểm. Có rất là nhiều thù địch, có rất là nhiều kẻ thù. Nếu như cái người ấy là một cái người có quyền lực mà nói ra những cái lời nói ấy thì cũng sẽ làm cho rất nhiều người khác đau khổ. Còn nếu như cái người ấy là một cái người yếu thế, không có quyền lực nói ra những cái lời nói ấy thì gieo họa ngay tức thì. Người mà nói ra một cái lời chống đối, phỉ báng lại những cái người mà người ta có quyền lực hơn mình thì người ta sẽ xử ngay tại chỗ, xử ngay tức thì, tức là họa từ khẩu mà ra. Ngay cái lời nói ấy có thể khiến cho người đó gặp tai họa, khốn khổ, khổ đau ngay tức thì. Từ cái lời nói có thể châm ngòi cho những cái cuộc chiến tranh loạn lạc ở trên đời. Thì đấy là cái lời nói mà không được kiểm chế, cái lời nói mà không được tu tập, cái lời nói mà không có cái sự chọn lọc, cái lời nói mà không có lý trí, không có trí tuệ. Không thì cái người đấy sẽ đem lại cái sự nguy hiểm, đem lại cái sự bất hạnh, đem lại cái sự khổ đau cho chính bản thân cái người ấy. Nên là cái người nào sống ở trong cái môi trường được cái sự giáo dục, được cái sự khuyên dạy tốt, cái người ấy sẽ luôn luôn thận trọng trong những cái sự phát ngôn, trong những cái lời nói của mình, biết là cái lời nói gì nên nói, cái lời nói gì không nên nói. Nói ra những cái lời nói không đáng có thể đem lại cái sự khổ đau bất hạnh ngay trong hiện tại và cả trong tương lai. Để có những cái người thì người ta xúc phạm đến những cái người ác ở đời, hai người ác ác gặp nhau sinh ra tương tàn, tương sát ngay tức thì. Nhưng cũng có những người ta không dám xúc phạm đến những người ác đầu trâu mặt ngựa, đầu gấu,
những cái người mà người ta hung dữ độc ác, người đời có khi có những người người ta sợ, nhưng người ta sẽ bắt nạt, người ta sẽ phỉ báng, người ta sẽ chống đối những người hiền thiện. Có thể người ta biết rằng những cái người này là những cái người hiền lành, và người ta sẽ không chống lại mình, cho nên mình có thể tùy tiện muốn nói cái gì thì nói, và dùng cái lời nói ấy là cái lời nói bạo lực, là cái lời nói bắt nạt, là cái lời nói uy hiếp, là cái lời nói để thỏa mãn cái bản ngã của mình, để thể hiện cái uy quyền của mình, nghĩa là mình có thể chèn ép bắt nạt được người khác. Đấy là có những người thì người ta sẽ luôn luôn nhằm vào những cái người hiền thiện như vậy để người ta phỉ báng, người ta công kích, người ta chỉ trích, người ta nói lên những cái lời làm cho cái người đó bị tổn thương, bị đau lòng, và người ta hả hê thích thú thỏa mãn vì mình đã có thể gây ra cái sự sợ hãi cho cái người khác. Thì có thể những cái hành động ấy có thể nó sẽ không có cái quả báo hiện tại, nhưng mà cái người ấy có thể sẽ tạo ra những cái nỗi khổ đau bất hạnh lâu dài về tương lai. Những cái người đấy phỉ báng những cái người có đức hạnh hơn mình, có hay là phỉ báng và phải những bậc thánh nhân, những cái bậc trí nhân, thì cái người đấy sẽ bị cái quả báo ngay tức thì. Như thời Đức Phật vậy, có rất là nhiều những người phỉ báng Phật, hay là phỉ báng những cái bậc thánh tăng, phỉ báng những cái bậc thánh nhân, người đấy có thể sẽ gặp cái họa ngay tức thì, tức là thậm chí còn bị cái họa là đất nứt ra nửa từ địa ngục A Tỳ, có thể chùm lên và nuốt cái người đó ngay ở trên mặt đất. Nghĩa là những cái lời nói ác cũng có thể khiến cho cái người đó gặp những cái tai họa, những khổ đau, những bất hạnh như vậy. Đó nó gọi là cái lời nói không chân chánh, cái lời nói không có lợi ích, cái lời nói không có liên hệ đến mục đích, cái lời nói ấy khiến cho người khác đau khổ, không ưa thích, và cái lời nói đấy là cái lời nói không nên nói ra. Là Đức Phật nói ra lời nói ấy Như Lai không nói. Và cái loại lời nói thứ hai, Đức Phật nói rằng cái lời nói nào Như Lai biết là như thật như chân, nhưng không tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích, thì Như Lai không nói cái lời nói ấy. Đấy là cái loại lời nói thứ hai, thì nó khác lại, ngược lại với lời nói thứ nhất ở cái ý đầu tiên. Đó là cái lời nói nó là sự thật, như thật như chân, nhưng cái lời nói ấy nó cũng chẳng đem lại cái lợi nào, nó chẳng đem lại lợi ích gì, nó chẳng đem lại cái mục đích như nói ra lời đấy để làm gì, mà thì cái lời nói ấy cũng làm cho người ta không hoan hỉ, không ưa thích, dù nó là sự thật ấy, nhưng mà người ta không có thích nghe, thì Như Lai không nói lời nói ấy. Thì cái lời nói này thì nó làm cái cách là dù nó là sự thật, ví dụ như ở trên đời có nhiều người trong quá khứ người ta đã từng lầm lỗi, người ta đã có những cái tội lỗi gì đó, người ta tạo ra một cái điều xấu xa gì đó, nhưng mà người ta đã từ bỏ rồi, người ta đã trở thành bỏ ác làm lành rồi, người ta đã không còn làm những cái việc xấu xa độc ác đấy nữa. Nhưng mà những cái người ở xung quanh vì cái hiềm hận, vì cái sự gọi là khinh thường, vì cái sự miệt thị, vì cái sự chê bai chỉ trích, người ta luôn luôn nói lại những cái điều mà cái người đó đã làm, những cái việc xấu mà người đó đã làm, mặc dù trước kia người đó là một cái người hư hỏng, một cái người trộm cắp, một cái người ác nhân, một cái kẻ sát nhân, một cái tên tướng cướp, một cái tên tù tội, một cái kẻ nghiện ngập, một cái kẻ đã làm nhiều những cái điều tồi tệ, độc ác xấu xa, nhưng mà bây giờ người đó đã biết tu tập, đã tu tỉnh, đã từ bỏ, đã bỏ ác làm lành, đã không còn làm những cái việc ấy nữa. Nếu như những cái người hiền thiện ở xung quanh, người ta muốn cho cái người ấy có một cái cuộc sống bình an yên ổn, thì người ta sẽ không gợi lại, không nói lại những cái lời nói ấy. Thì cái người mà có những cái nỗi lầm trước kia ấy, người ta mới có thể yên ổn, người ta mới có thể an vui, người ta mới có thể hòa nhập, mới có thể cùng sinh sống
với xã hội, với con người, với mọi người xung quanh được. Còn nếu như mà cái người nào đấy cứ luôn luôn khơi lại những cái chuyện đó, giống như là khơi lại cái nỗi đau của cái người đó, và luôn luôn dùng những cái lời nói để phỉ báng, để chỉ trích, để khinh thường cái người đó, thì đó là một cái lời nói, mặc dù thì cái lời nói đấy là nó đúng với sự thật. Trước kia cái người đó từng làm những cái việc tội đồ, tội lỗi, xấu xa, độc ác như vậy, chứ không phải là người ta vu khống phỉ báng, có nói không, không nói có. Nhưng mà cái lời nói ấy nó chẳng đem lại cái lợi lạc, nó chẳng đem lại cái lợi ích gì, mà cái lời nói ấy nó chỉ khiến cho cái người khác, người ta nó tạo thêm nhiều cái sự oan trái thù hiềm với nhau mà thôi. Nhưng mà cả cái người nói ra cũng chẳng được cái lợi ích gì. Người nói ra những cái xấu xa của người khác trong quá khứ thì cái người nói đấy được cái gì? Cái người nghe người ta cũng buồn phiền khổ sở. Thì đấy là cái lời nói mặc dù là nó đúng với sự thật nhưng mà nó không có lợi nào, không có lợi ích. Người nghe cũng không ưa, không thích, thì cái lời nói đấy cũng không nên nói ra. Không phải là chỉ có như vậy, mà có cả những cái lời nói nó rất là cao cả, nó rất là chân chánh, nó rất là đúng với sự thật, nhưng mà nó không có làm cho, nó không có đem lại cái lợi lạc, cái lợi ích gì, thì cái người đấy cũng không nên nói. Nhưng là có những người khi là mình biết rằng người ta đang là những cái người làm những cái việc nó không đúng, nhưng mà mình biết rằng nói ra cái lời này sẽ không chấp nhận, không thay đổi được cái người đó, mà nói ra chỉ làm cho người ta sân hận, phẫn nộ, bực bội, tức tối, thì cái lời nói đấy cũng không hợp thời, không cũng không có lợi ích và cũng không nên nói ra. Thì cái lời nói thứ hai là lời nói đúng sự thật nhưng không có đem lại lợi ích gì, dù người nghe cũng không ưa thích, người đó cũng không nên nói ra làm gì. Và có cái lời nói thứ ba thì Đức Phật nói là lời nói nào như nay biết là như thật, như chân, có tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, như nay biết thời giải thích lời nói ấy. Đây là cái lời nói nó đúng với sự thật và có đem lại cái lợi ích cho cái người nghe, có cái mục đích cụ thể rõ ràng. Và dù cái người nghe không ưa, không thích, thì cái lời nói ấy có thể là tùy thời, tùy lúc mà nói ra. Đây là có, đây là cũng là cái lời nói mà đôi khi Đức Phật cũng cần phải sử dụng cái lời nói như vậy. Khi Ngài biết rằng nói ra những cái lời này là bị chống đối, nói ra những cái lời này bị chỉ trích. Nhưng mà nếu không nói ít ra thì có thể sẽ có nhiều người đi vào cái con đường nguy hiểm, cái con đường bất chánh, cái con đường tội lỗi ấy. Cho nên là khi nó hợp thời thì Đức Phật có thể nói ra. Nên là có một cái trường hợp, có một cái người gia chủ đến gặp Đức Phật, và cái người đấy trông rất là thiểu não, trông rất là ảo não, trông rất là khổ đau. Thì Đức Phật hỏi tại sao ông lại có cái nỗi khổ như thế, thì vì đó nói rằng là vì con có đứa con trai nó vừa mới từ trần và con rất là đau khổ, rất là tiếc thương cái đứa con ấy, nên là trong suốt và cảm thấy rất là khổ não như vậy. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng sầu bi ộ khổ ưu não xuất hiện đều do ái, từ ái mà sinh ra cái nỗi khổ ấy. Thì Đức Phật muốn nói rằng cái lời này, cái nỗi khổ đau của ông nó sinh ra từ cái sự luyến ái, từ cái sự dính mắc đối với những cái thân bằng quyến thuộc. Thì cái lời nói ấy lúc đấy cái vị này không ưa, không thích, cái vị này phỉ báng và chống đối lại quyết liệt. Và cái sự chống đối quyết liệt đấy, vị ấy lại đi nói ra những cái lời ấy mà rất nhiều người đồng tình với cái quan điểm với cái vị đó, nói rằng là xưa nay hỷ nạc cũng do ái mà sinh ra, hiện hữu từ nơi ái, ái đem lại cái tình yêu thương, cái sự luyến ái, nó đem lại cho con người ta bao nhiêu cái sự niềm vui. Và cái đấy nó còn lan truyền cả đến tai vua Bhasena đi. Và về sau thì Đức Phật đã dùng cái phương tiện giải thích
cho mọi người hiểu ra cái sự khổ đau là do ái nó như thế nào. Cái nỗi khổ đau từ ái mà ra, từ cái sự yêu thương mà không đến được với nhau, rồi người ta đau đớn khổ sở cho đến có thể mất mạng như thế nào. Cái sự tình thương của người ta mà bị cản trở, người ta khổ đau như thế nào. Cái nỗi tử biệt nó sẽ là cái nỗi đau đớn như thế nào. Sinh ly nó đau đớn như thế nào. Đấy là ái biệt ni khổ. Nó sẽ là một cái nỗi khổ đau dày vò cái con người trên trần thế như thế nào. Đấy, để cho người ta phải hiểu ra được. Mặc dù bây giờ nói ra cái lời nói ấy, thì những cái người người ta đang say sưa ở trong những cái tình ái, trong những cái tình cảm ấy, người ta sẽ không hoan hỉ, không ưa thích những cái lời nói ấy. Nhưng mà nếu như Đức Phật không nói ra những cái lời nói ấy vì để cho hài lòng mọi người, thì mọi người trên đời không có ai thức tỉnh ra được. Vậy nên là có những cái mà người ta không ưa thích, nhưng mà cũng phải nói ra. Cái pháp của Đức Phật nói ra nó luôn luôn đi ngược lại với những cái pháp ở thế gian. Thế gian thì luôn luôn đi xuôi theo cái dòng đời, chạy theo những cái tham dục của đời. Thì người ta cứ nghĩ rằng người nào có nhiều danh vọng, có nhiều tài sản, có nhiều cái những cái đời sống vật chất xa hoa, có nhiều cái chức quyền danh vọng thì đó là hạnh phúc. Nhưng Đức Phật lại nói rằng đó là khổ đau. Người nào càng có nhiều cái tham ái, càng có nhiều cái để luyến ái, càng có nhiều cái để ưa thích, càng có nhiều danh vọng thì càng có nhiều cái để luyến ái với danh vọng đấy, thì càng có nhiều đau khổ. Càng có nhiều tài sản luyến ái với tài sản ấy thì sẽ đau khổ. Càng có nhiều thân quyến luyến ái với thân quyến ấy là đau khổ. Vậy thì rất nhiều cái mà trên đời này người ta đang chạy theo cho rằng đó là hạnh phúc, đó là lý tưởng, đó là những cái niềm khao khát, mong cầu, ước ao, nguyện vọng. Và người ta đang làm tất cả những cái gì có thể để đạt được những điều ấy. Thì Đức Phật lại nói rằng đó là đang chạy theo khổ đau. Thì người ta nghĩ là đang chạy theo hạnh phúc. Cái lời nói ấy có thể là sẽ khiến cho nhiều người, người ta không hoan hỉ, người ta không ưa thích. Nhưng mà cái lời nói ấy, chính vì vậy cho nên Đức Phật mới nói là Như Lai biết thời sẽ nói ra những cái lời nói như vậy, vì đó là sự thật. Và cái sự thật ấy nó đem lại cái lợi ích cho những cái người có trí, những cái người có thể hiểu được. Vậy thì Như Lai sẽ biết được là cái người này sẽ tin, sẽ hiểu, sẽ chấp nhận, không chống đối lại. Cho nên là Đức Phật sẽ nói, nửa từ người mà nói, nửa thời mà nói, nửa cái tâm tánh để nói. Chứ không phải cũng cái lời nói ấy có thể đi nói được với tất cả mọi người trên cuộc đời. Như là tất cả những cái lời Đức Phật nói ra nó luôn luôn là sự thật. Nhưng mà bây giờ một cái người nào không có trí, khi nghe được một cái lời nói của Đức Phật, ra đường gặp ai cũng nói, gặp ai cũng nói vợ con là cái sợi dây trói buộc, là cái khổ đau hãy từ bỏ đi, nhà cửa là sợi dây trói buộc, là khổ đau hãy từ bỏ đi, công việc làm ăn đấy là khổ đau, là trói buộc hãy từ bỏ đi. Cái lời nói ấy nó thì sẽ có trong thế gian này hàng trăm hàng ngàn người, có người chấp nhận ở lời nói đó đúng với sự thật như chân, đem lại cái sự hạnh phúc lợi ích và có thể nghe theo. Nhưng mà cũng có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn người, người ta phỉ báng, người ta chỉ trích, người ta chống đối, người ta đả phá, người ta không hoan hỉ, không chấp nhận theo cái lời nói ấy. Vậy thì cái lời nói dù nó là sự thật, dù nó là chân lý, dù nó đem lại cái sự hạnh phúc, dù đem lại cái sự lợi ích, nhưng mà không phải là lúc nào cũng nói ra được, không phải ai cũng nói được, mà chỉ tùy thời, tùy lúc và tùy người mà nói thôi. Ngày xưa, thời Đức Phật thì có tôn giả Sariputta, tôn giả Xá Lợi Phất là một cái người có trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Và Ngài cũng có cái lòng từ bi rất là lớn, cho nên sống ở cái ngôi làng nào, sống ở cái khu vực nào. Và có những cái hàng cư sĩ đại gia đến với Ngài, Ngài luôn luôn khuyến khích họ hãy tu tập, họ hãy giữ giới, hãy hành thiền, hãy tu tâm, hãy bỏ những cái điều này, hãy làm những cái việc kia. Ai Ngài cũng khuyến khích như vậy. Nhưng mà người ta nghe xong thì người ta về, người ta vẫn làm cái công việc người ta chẳng thay đổi mấy. Và có lần chính Ngài đã phiền toái, và Ngài có than phiền với một số vị tỳ kheo khác về cái việc là mình đã khuyến hóa những người Phật tử tại gia như vậy mà họ chẳng làm theo ý mình. Và Ngài cảm thấy rất là buồn phiền.
Như vậy về sau này cái lời nói ấy đến với Đức Phật thì Đức Phật mới khuyên Đại Sáng Lợi Phất là hãy nói với những cái người nào người ta có thể người với những cái người nào mà người ta có cái tâm cầu pháp thì mới nói cái pháp ấy, còn với những cái người mà người ta không có cái tâm cầu pháp thì không nên nói ra chỉ đem lại cái sự mệt mỏi, đem lại cái sự phiền lòng với bản thân mình mà thôi. Chính vì vậy cho nên là khi ngay khi còn Đức Phật chưa đi thuyết pháp, khi mới thành đạo ngồi dưới gốc cây, ngài quan sát cái căn tánh của chúng sinh, ngài đã thấy buồn phiền, ngài thấy là chúng sinh này rất là sâu nặng về tham dục, ưa tham dục, nhiễm tham dục, khuynh hướng về tham dục. Còn cái pháp này là đi đến ni dục, ni tham. Cái pháp này nói ra người ta sẽ không hoan hỉ, không ưa, không thích, thật là đem lại cái sự mệt mỏi cho ta. Đấy là cái quan điểm, cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi ngài cũng nghĩ lại là trong số rất là nhiều những người sâu nặng về tham dục ấy, vẫn có một số ít người có ít bụi trần, ít tham dục, ít ô nhiễm, ít phiền não, có thể giác ngộ, có thể hiểu được cái lời nói ấy. Và lúc ấy cũng đồng tình với cái quan điểm của cái vị Phạm Thiên Samati, cũng suy nghĩ như vậy, cũng thỉnh cầu như vậy, cũng nói lên như vậy là bạch Đức Thế Tôn, ở trên đời vẫn có những người người ta ít nhiễm bụi trần, có thể giác ngộ được, và nếu thật nguy hiểm, nếu như ngài không đi thuyết giảng giáo pháp ở trên cuộc đời. Vì vậy nên là pháp của Đức Phật là vậy, sẽ có người tin và sẽ có người không tin, sẽ có người hiểu và sẽ có người không hiểu, sẽ có người thực hành và có người đi đến thành tựu, đi đến sự giác ngộ, đi đến cái sự giải thoát chân lý, nhưng cũng có người thì không thành tựu, không giác ngộ được ở đời này, có thể gieo những cái nhân giải thoát ấy cho đời sau. Vì vậy cho nên phải tùy theo cái phương tiện mà Đức Phật có thể nói những cái pháp. Cho nên là có những cái trường hợp, có những người đến nói ra những cái pháp, nói với Đức Phật những cái lời nói rất là khiêu khích, những cái lời nói rất là trịch thượng, những cái lời nói rất là ngang bướng, nhưng đôi khi Đức Phật vẫn kham nhẫn, vẫn thuyết giảng những cái giáo pháp cho người đó. Và Đức Phật biết rằng cái người này trong cái đời này không có đức tin, không có cái thực hành giác ngộ giáo pháp, nhưng mà trải qua 100, 200, 300 năm sau, nhiều kiếp về sau, vị ấy khi tái sinh trở lại và vị ấy sẽ gặp giáo pháp này, vị ấy sẽ tu tập và vị ấy sẽ giác ngộ giáo pháp này. Và vì vậy cho nên là cái Đức Phật vẫn thuyết giảng cho vị ấy, nhưng cũng có những cái người thì Đức Phật biết rằng người này không có cái duyên với giáo pháp thì Đức Phật không có nói pháp. Phật biết rằng, hoặc là có những người thì ngài biết rằng cái ngài chỉ nói được những cái pháp nó thuộc về tục đế, những cái pháp nó thuộc về thế gian, vì cái người ấy không có cái tư tưởng chứng ngộ niết bàn, không có cái tư tưởng thoát ni sinh tử, mà người ấy chỉ có cái tâm cầu cái phước lành thế gian thôi, thì Đức Phật chỉ thuyết những cái pháp tục đế, những cái pháp tương đối đem lại cái sự an vui hạnh phúc ở cái cõi nhân thiên. Còn những người nào có nguyện vọng, có ước muốn chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử, thì mình ngài mới tuần tự thuyết giảng những cái giáo pháp từ thấp đến cao, và mới có thể thuyết giảng cả những cái pháp chân đế, tuyên thuyết các cái sự thật để cho người đó đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát khổ đau. Như vậy, vì vậy nên là có những cái lời nói rất là chân chánh, đúng sự thật mà người khác không ưa, không thích thì Đức Phật cũng sẽ tùy thời, tùy lúc, tùy nơi mà nói ra, chứ không phải là ngài không dám nói ra các sự thật. Cũng có lúc cần phải nói ra những cái sự thật, nhưng là cũng có lúc ngài cần phải chỉ trích những cái người đáng chỉ trích, có những cái người ngang bướng, thì ngài cũng phải nói ra những cái lời nói khó nghe, những cái lời nói để trấn áp, để hàng phục, để điều ngự cái người đó. Không phải là người nào cũng có thể nói những cái lời nói dịu dàng, êm tai, dễ nghe, dễ mến được. Cái người điều phục một cái người khác giống như người điều phục một cái con ngựa vậy. Có những cái con ngựa nó cần phải dùng cái roi vụt thật là đau thì nó mới chịu đi. Còn có những cái con ngựa hơi chạm cái roi vào người nó mới đi. Có những cái con ngựa chỉ cần giơ cái roi nên là nó đã đi rồi. Có những cái con ngựa thì chỉ cần ra cái dấu một cái nó hiểu ý của cái người chủ là nó đã đi rồi.
Thì cái người ở trên đời cũng vậy, có rất nhiều những căn tính, những cái tâm tánh khác nhau. Cho nên là nói ra những cái lời nói cũng vậy, có khi phải dùng những cái lời nói cứng rắn, có khi phải dùng những cái lời gây ra cái sự tổn thương cho cái người đấy, họ mới thức tỉnh, họ mới từ bỏ, họ mới chấm dứt những cái nỗi nầm. Nhưng mà cũng có khi chỉ cần nói ra những cái lời nói rất là nhẹ nhàng, rất dịu dàng để khuyến khích, để động viên cái người đó, thì cái người đó sẽ thức tỉnh, sẽ giác ngộ, sẽ hiểu ra các sự thật. Thì đấy là cái lời nói như thật như chân. Thì cái lời nói ấy, dù cái người đấy ưa thích hay không ưa thích, Như Lai cũng sẽ tùy thời nói ra cái lời nói ấy. Thì vậy thì nó, đấy cũng là cái câu trả lời cho cái vị vương tử Abaza nói rằng Như Lai có bao giờ nói ra cái lời nói khiến cho người khác không ưa, không thích không? Thì cái câu này chính là cái câu trả lời ấy. Có những cái lúc mà Như Lai cũng sẽ nói ra cái lời nói tùy theo cái người đó mà nói ra cái lời nói mà khiến cho người khác không ưa, không thích. Nhưng cái lời nói đấy có lợi ích, có mục đích đem lại cái sự thoát khổ đau. Và cái lời nói thứ tư, Đức Phật nói rằng lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy người khác ưa thích, thì Như Lai không nói lời nói ấy. Cái lời nói không như thật, không như thân, tức là một cái lời nói giả dối, một cái lời nói không đúng với sự thật nhưng mà người khác ưa thích, thì đó là cái lời nói nịnh bợ, cái lời nói nịnh hót với nhau ở thế gian này. Có những một cái người thì người ta rất là xấu nhưng mà nó cứ khen là đẹp trai thế, xinh gái thế, làm cho người ta thích, thì đấy là một cái lời nói dối. Hay là cái người đó rất là người ngu nhưng mà lại cứ khen tán thán rằng bạn là một cái người rất là thông minh tài trí. Cái người đó là một cái người ác nhưng mà lại cứ luôn luôn tán thán khen ngợi rằng bạn là một cái người rất là hiền thiện. Thì đấy là những cái lời nói làm vui lòng người nhưng mà giả dối, không đúng với sự thật. Thì có rất là nhiều người ở trên thế gian, ở trên đời này như vậy. Người ta sẽ vì để lấy lòng người khác, để người khác yêu quý mình, để người khác có thiện cảm với mình, để người khác hoan hỉ với mình. Vì vậy cho nên mà người ta sẽ nói ra những cái lời nói dối trá, người ta sẽ nói ra những cái lời nói không thật. Người ta sẽ nói ra những cái lời nói tâng bốc, sẽ nói ra những cái lời nói nịnh hót, nịnh bợ người đời. Và rất là nhiều người, người ta cảm thấy được cái lợi lạc ngay tức thì, ngay trước mắt, vì những cái lời nói dối trá ấy. Đấy là cái lời nói không có đem lại cái lợi ích, không đem lại cái sự an vui lâu dài, tức là nó không đem lại, nhưng không phải là cái lời nói chân chánh. Thì với một cái người ngay thẳng, với một cái người chân chánh, với một cái người, một bậc trí nhân, một bậc chân nhân ở trên đời, thì coi cái lời nói đấy là vô cùng hạ nhiệt, coi những cái lời nói đấy là vô cùng là hèn hạ, là xấu xa, không ưa thích. Dù cái người khác có nịnh mình nhưng mà người đấy nói ra những cái điều mình không có, thì cái người ngu thì rất là hoan hỉ, rất là thích thú, tưởng rằng mình cũng là như thế. Nhưng mà với một cái người trí thì nhận ra ngay cái người nói ra cái lời nói này là có một cái mục đích xấu xa, có cái tâm địa, có ý đồ xấu xa, không chân chánh, không đàng hoàng, không nghiêm túc, và người đấy sẽ không hoan hỉ, không ưa thích cái lời nói này. Đó là cái lời nói nịnh bợ, cái lời nói không đúng với sự thật. Và Đức Phật nói rằng những cái lời nói không chân chánh, không tương ứng với mục đích, không có lợi ích, nhưng dù người khác có ưa thích thì Như Lai không nói. Đấy là cái loại lời nói thứ tư. Và cái loại lời nói thứ năm thì Đức Phật nói rằng cái lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, nhưng không tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến cho cái người khác ưa thích, Như Lai cũng không nói cái lời nói ấy. Là một cái lời nói nữa, mặc dù cái lời nói ấy nó đúng với sự thật, nó đúng với sự thật nhưng nó không tương ứng với mục đích, nó không đem lại cái lợi ích, tức là nó không đem lại cái sự diệt trừ cái nguyên nhân sinh ra khổ đau, nó không đem lại cái sự chấm dứt khổ đau, nó không đem lại cái sự an vui lâu dài. Thì cái lời nói ấy nó là những cái lời nói phù phiếm, như những cái lời nói mà nó chỉ là những cái câu chuyện bên lề đường, những cái câu chuyện thời sự, những cái câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về
văn hóa, về thể thao, về chính trị, những cái câu chuyện tốt xấu của những cái người thế gian, những cái người, những cái lời nói nó thuộc về những cái pháp, hoàn toàn những cái pháp thế tục thế gian ở trên đời. Cái nhà này đang có cái chuyện vui, có đám cưới, nhà này đang có đám ma, cái người này người kia, rồi là vô vàn vô số vô biên những cái chuyện ở trên đời. Nếu mà cứ ngồi mà nói những cái chuyện đấy thì không bao giờ hết, hết ngày này qua tháng nọ. Thì đấy là những cái câu chuyện của những cái người ngồi nê mách nẻo, những cái câu chuyện của những gọi là cái câu chuyện bên lề đường, cái câu chuyện ở vỉa hè, những cái câu chuyện mà do cái lúc mà vô công rỗi nghề, cái lúc không có công việc gì, người ta tụ tập với nhau, người ta không biết tụ với nhau để làm cái gì nữa, thì phải đem cái câu chuyện này câu chuyện kia ra để nói người này, nói người kia, nói những cái chuyện, những cái câu chuyện đấy được gọi là những câu phù phiếm, những câu chuyện nhảm nhí, những câu chuyện đấy chẳng đem lại lợi nạc, chẳng đem lại lợi ích gì, dù nó có thật đấy, nó đang diễn ra đấy. Ở cái quốc độ này đang có chiến tranh, ở kia đang có thiên tai, ở cái nơi kia đang có chiếu phim, ở cái nơi kia đang có đá bóng, ở nơi kia đang có rất là nhiều những cái chuyện hài, và có rất là nhiều những chuyện bi ai, những chuyện hài hước, những cái chuyện vui, chuyện khổ, chuyện đông tây kim cổ, đủ mọi thứ chuyện ở trên đời. Ngồi nói đến mà nói hết ngày này qua ngày hãng chẳng bao giờ hết chuyện, nhưng nói ra những cái lời nói đấy thì được cái gì? Nó có thể diệt trừ được tham, diệt trừ được sân hận, nó có thể diệt trừ được phiền não, nó có thể diệt trừ được khổ đau không? Nó có thể đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho đời không? Vì những cái lời nói đấy là vô ích, vì những cái lời nói đấy không đem lại cái sự lợi nào, không đem lại lợi ích gì. Cho nên Đức Phật nói rằng cái lời nói không tương ứng với mục đích, không tương ứng với mục đích. Mà mục đích của Đức Phật là gì? Mục đích của Đức Phật là chỉ nói ra những cái gì để cho người ta giác ngộ ra một cái sự thật về cái sinh già bệnh chết này. Con người sống ở trên đời có sinh, phải có già, có bệnh, mà có chết. Có sầu bi khổ ưu não này, có sự vô thường này, có khổ, có vô ngã này. Đấy là cái sự thật. Các cái nguyên nhân đấy là những cái tham ái, sân hận này, những cái si mê, những cái tà kiến, những ngã mạn này. Đấy là những cái nguyên nhân sinh ra cái khổ đau bất hạnh này. Và cái sự đoạn trừ, cái sự diệt trừ ấy, đó là phải ni dục, phải ni tham, phải ni cái sự sân hận ấy, phải nhàm chán, phải ni tham, phải đoạn diệt cái khổ đau ấy, và phải thực hành theo những cái chánh đạo ấy. Thì những cái lời nói ấy mới là cái lời nói tương ứng với mục đích, cái lời nói đấy mới là cái lời nói đem lại cái lợi ích, đem lại cái sự hỷ lạc, đem lại cái sự an vui lâu dài. Nhưng còn những cái lời nói mà nó không tương ứng với mục đích ấy thì Đức Phật không nói, dù người khác có hỏi Ngài cũng không nói. Nên là có người đến hỏi Đức Phật rằng là thế giới là thường hay vô thường? Thế giới là thường hay vô thường thì liên quan gì đến ông, đến ta, đến mọi người trên thế gian này? Thế giới là hữu biên hay vô biên? Rất nhiều điều, những cái điều ở trong vũ trụ này khoa học ngày nay chưa khám phá ra. Không biết là cái không gian này nó rộng bao nhiêu km, nó rộng đến đâu, nó có bao nhiêu cái mặt trăng, có bao nhiêu mặt trời, có bao nhiêu ngôi sao, có bao nhiêu cái hệ thiên hà trong cái không gian này, đi bao nhiêu lâu thì hết, mấy tỷ năm ánh sáng nó mới hết, bao nhiêu chuyện ở trên đời, hỏi làm cái gì, nó liên quan gì, biết cái đấy thì được cái gì. Mà rất là nhiều người muốn đàm luận, muốn biện luận, đem ra những quan điểm, đem ra những tư tưởng khác nhau, đem những cái chuyện đó ra để hỏi, để nói, như nay có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, nay tồn tại khi chết có và không, hay là không không tồn tại sau khi chết. Thì những cái lời nói đấy thì đem lại cái lợi nạc, đem lại lợi ích gì, đó là cái sự hí luận. Mặc dù có biết hay không biết thì cũng không nên nói. Cái người hỏi ra cái câu hỏi ấy thì cũng giống như là một cái người bị bắn một cái mũi tên độc vào người. Rồi cái vị bác sĩ đến nói rằng hãy nằm im để ta rút mũi tên này ra, người ta sẽ hút độc ra, ta trị thương cho, thì người sẽ sống. Mà cái người ấy khoan đã, đừng có vội rút tên, cho ta hỏi về cái nguồn gốc, nguyên nhân ở cái mũi tên này, ai đã bắn ta, nó là người nào, nó bắn từ đâu đến, nó là thuộc về người nam hay nữ, là cái người thuộc vào cái chủng tộc gì, rồi cái mũi tên này là cái loại tên nào, nó được làm bằng cái chất liệu gì, xuất xứ từ đâu, nguyên nhân gì, tại sao nó lại bắn ta như thế này. Rồi cứ hỏi hỏi lan man mấy cái đấy, lúc xong độc nó ngấm là người đó chết. Như vậy
Ở trên đời có rất nhiều những cái vấn đề nó thâm sâu, nó huyền bí, nó cao siêu, nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của cái tâm lý phàm phu của con người. Mà con người lại suốt ngày cứ đi chạy theo nó, đi khám phá nó, đi tìm hiểu nó, tìm hiểu về thế giới, tìm hiểu về vũ trụ, tìm hiểu về những cái siêu hình, tìm hiểu về những cái vô hình, tìm hiểu về những cái mà mình không bao giờ hiểu được. Rồi đem ra cái quan điểm này của tôi là đúng, người kia là sai. Rồi cứ cãi nhau vòng vo, nhau ở trên đời, tư tưởng này là đúng, tư tưởng kia là sai. Rồi bất đồng về tư tưởng, bất đồng về quan điểm, bất đồng về suy nghĩ, sinh ra những mâu thuẫn, những thù hiểm, những đấu tranh, những cạnh tranh, chiến tranh nhau. Trên đời chỉ đem lại cái khổ đau vì cái sự suy luận, suy diễn mông lung bất tận của con người trên đời. Chẳng đem lại cái hạnh phúc, chẳng đem lại cái lợi ích, lợi lạc gì cho đời cả. Vậy nên là đấy là những cái lời nói nó không có tương ứng với mục đích như vậy. Không đem lại cái sự thoát ly những cái phiền não khổ đau, không đem lại cái trí tuệ giác ngộ, không đem lại cái sự chấm dứt cái khổ đau này. Dù có học được bao nhiêu những cái pháp, những kiến thức ở trên đời, ở thế tục, thì mình cũng không bao giờ biết được từ đâu mà ta đến đây và chết rồi ta sẽ đi về đâu. Dù mình có bao nhiêu cái bằng cấp trên đời, học với bao nhiêu cái học vấn ở trên đời mà không hề biết được như vậy, không bao giờ tìm hiểu ra cái nguyên nhân tại sao mình sinh ra đời này và chết mình sẽ đi về đâu, chưa giải được câu hỏi ấy, chưa biết được nguyên nhân ấy, chưa thể nào được gọi là trí nhân được, thì người ấy vẫn mãi là cái kẻ ngu si mà thôi. Dù có học mấy, học mãi đi chăng nữa thì vẫn là cái người đấy vẫn là cái người ngu si, còn ở trong khổ đau sinh tử. Vậy nên gọi là những cái gì mà nó không đem lại cái mục đích là thoát khổ đau, không đem lại cái mục đích là đem lại cái sự an vui, giải thoát khổ đau, thì đó là những cái pháp đấy được gọi là những cái pháp phù phiếm, những cái pháp ấy không đem lại cái hạnh phúc lợi ích gì. Và những cái đấy thì tốt nhất đừng nói với nhau làm gì. Nên là Đức Phật mới nói là những người đệ tử của Như Lai khi gặp nhau chỉ có hai việc phải làm: một là đàm luận về Phật pháp, hai là giữ sự im lặng của bậc thánh nhân, giữ sự im lặng thánh thiện, tức là người đó hãy sống chánh niệm tỉnh giác, hãy thực hành thiền chỉ quán. Hoặc là có nói chuyện với nhau thì chỉ có nói chuyện với nhau về giáo pháp. Giáo pháp có nghĩa là nói với nhau về giới, nói với nhau về định, nói với nhau về tuệ, nói với nhau về thiểu dục, nói với nhau về ni tham, nói với nhau khổ, nguyên nhân là khổ, sự thoát khổ và con đường thoát khổ. Đó là những cái pháp đem lại cái sự lợi ích. Còn lại đừng có nói những cái pháp đem những cái pháp về thế tục, những cái pháp được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở trên đời. Những cái đấy là những cái không đem lại cái sự an vui lâu dài. Cho nên đó là những cái không nên nói với nhau làm gì. Và cái lời nói thứ sáu, lời nói cuối cùng của Đức Phật mới nói rằng ở đây lời nói nào mà Như Lai biết như thật như chân, tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến cho người khác ưa thích. Ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy này Vương Tử? Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. Thế là cái lời nói cao cả, cao quý, cao thượng nhất. Đó là cái lời nói đúng với chánh pháp. Mặc dù nó là chánh pháp, mặc dù biết rằng cái lời nói ấy sẽ làm cho người khác hoan hỉ, làm cho người khác ưa thích, nhưng không phải Đức Phật sẽ nói một cách dễ dàng, sẽ nói một cách tùy tiện. Không phải là Đức Phật đi đâu cũng nói, gặp ai cũng nói, mà phải biết thời, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Có những người đang tìm đến với Phật, đang khát khao được nghe giáo pháp, và có khi Đức Phật sẽ chủ động đi đón người đó và sẽ thuyết pháp cho người đó nghe. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đức Phật biết rằng những cái người này từ cái nơi này đang tìm đến ta, và Đức Phật sẽ chủ động tiến đến để gặp, để cho người đấy bớt mệt nhọc, và để cho người đấy sớm được gặp Phật, và để cho người đấy sẽ được nghe pháp càng sớm càng tốt. Đó là biết thời, và Đức Phật chủ động. Có rất nhiều trường hợp như vậy, như ông Alathabiniga. Khi đi tìm Phật thì Đức Phật biết ông ấy rạng sáng sẽ đến, nên là Ngài đã chủ động đi ra bên ngoài tịnh xá, đi kinh hành ở đấy để Ngài gặp, cho ông ấy đỡ phải mất công đi tìm. Có rất nhiều những người đến tìm Đức Phật, Đức Phật chủ động như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp đến chủ động đi tìm Đức Phật, và Đức Phật sẽ chủ động lẩn tránh những người đó.
Vì Đức Phật biết rằng cái thời nó chưa đến, và nếu như bây giờ mà nghe Pháp với cái tâm háo hức, với cái tâm đang nôn nóng, với cái tâm đang mong cầu, với một cái tín tâm nó quá mạnh, với cái tinh tấn nó quá mạnh của cái người này, không giác ngộ được chân lý, không giác ngộ được giáo Pháp, cho nên phải từ từ, phải làm giảm bớt cái tâm phấn chấn ấy đi, phải làm giảm bớt cái tâm mong cầu ấy đi, thì lúc đấy nói Pháp thì mới đem lại cái sự lợi ích được. Vậy cho nên là có những người Đức Phật sẽ chủ động phải nánh đi một chút để cho cái tâm của cái người đó bình thản lại, định tĩnh lại, thì lúc đấy Ngài mới nói Pháp. Nên là có những cái người bị đến thỉnh cầu Đức Phật là: Đức Phật hãy thuyết Pháp cho con vì sự hạnh phúc lợi ích an vui lâu dài. Và có thể Đức Phật sẽ tìm một cái cớ gì đó để từ chối lần thứ nhất, lần thứ hai. Có thể là Đức Phật lúc ấy nói rằng cái lúc này không phù hợp, như ai đang đi khất thực từng nhà, vì ấy phải cần cầu đến lần thứ hai, đến lần thứ ba, rồi lúc đấy Đức Phật mới nói. Vì cái câu thỉnh cầu thứ nhất Đức Phật sẽ từ chối để cho người đó giảm bớt cái háo hức đi, cái câu thứ hai cũng vậy, để cho cái người đó giảm bớt cái sự háo hức đi, rồi đến câu thứ ba biết rằng cái tâm của cái người này đã có một cái chút nản nản rồi, bảo ôi Đức Phật không muốn thuyết Pháp cho mình rồi, tự nhiên cái tâm nó có một cái chút trùng xuống, có một cái sự thư giãn ra, có nó giảm bớt cái hăng hái, cái nhiệt tình đi, nó giảm bớt cái tâm mà nó đang quá là mong cầu khao khát đi, thì lúc đấy có cái tâm xả nó sinh lên, cái tâm thản nhiên nó sinh lên, thì lúc đấy cái trí tuệ nó mới sâu sắc nhất. Chứ một cái người nào đang sống với một cái sự tín tâm cao độ, với một cái sự tinh tấn cao độ, với một cái hỷ tâm cao độ, cái sự hoan hỷ quá cao độ, lúc đấy cái trí tuệ sẽ hơi bị dao động, cái tâm đấy hơi dao động, trí tuệ sẽ hơi yếu. Và khi nào cái tâm nó trở nên có một chút thư thái, có một chút bình thản, có một cái chút xả, có chút thản nhiên, cái lúc đấy nó mới là cái tâm, nó mới có cái trí tuệ cao nhất, nó mới có thể ngộ được những pháp thâm sâu nhất. Vậy nên là Đức Phật sẽ biết rằng cái người này ở cái thời điểm này, mặc dù họ đang rất là háo hức, đang rất là khao khát, đang rất là mãnh liệt, tín tâm, hỷ tâm, tấn tâm đang rất là cao độ, nhưng chưa phù hợp, chưa thích hợp. Phải để chờ cho cái người đó phải giảm bớt cái tâm cái nhiệt tâm ấy gì đã, để cho nó thư giãn lại một chút, cho nó thản nhiên ra một chút, lúc đấy mới thuyết pháp thì mới phù hợp. Như vậy có một cái vị tỳ kheo đi theo Đức Phật chỉ để ngắm nhìn Đức Phật với cái tâm tha thiết cung kính, ngắm nhìn không có biết chán, và chỉ đi theo Đức Phật để nhìn. Như vậy một thời gian Đức Phật có để nguyên, nhưng xong rồi vì muốn lợi ích cho người đấy, Đức Phật phải mắng cái người đấy là: người hãy đi chỗ khác đi, cái thân này chỉ là cái xác thối, có gì đâu mà cứ phải ngắm nhìn. Rồi vị đó thất vọng, buồn chán, chán nản, vị đó ra đi, vì đó định tự tử, tự sát, gieo mình trên núi xuống mà chết. Thì trong cái lúc vị đó ở cái mức độ thất vọng nhất như vậy, không còn cái ý chí gì nữa, chán nản như vậy, thì cái tín tâm lúc ấy nó cũng giảm bớt đi. Và lúc đấy Đức Phật mới xuất hiện, nói một cái câu pháp rất ngắn mà vị đó sẽ giác ngộ và chứng được A-la-hán. Thế là cái cách nói của Đức Phật biết chọn thời điểm, mà biết nhìn vào cái tâm tánh của cái người đấy, lúc này nên nói pháp gì và lúc này không nên nói pháp gì, hay lúc này có nên tế độ cho người đó hay chưa nên tế độ cho người đó, nên nói những cái pháp thâm sâu với người đấy ở thời điểm này hay là chưa nên nói cái pháp thâm sâu cho người đó ở cái thời điểm ấy. Thế là cái lời nói như thật như chân, dù người khác có ưa có thích thì Như Lai cũng biết thời giải thích cái lời nói ấy.